sao Thiên Vương, hành tinh thứ 7 tính từ mặt trời hành tinh Sideway, được biết đến với cái tên cười khúc khích. Người khổng lồ khí nằm ở sâu trong hệ mặt trời này đã thu hút sự chú ý của những người theo dõi bầu trời cũng như các nhà khoa học, giống như hai người anh em họ bên trong của nó, sao Mộc và sao Thổ. Nó chỉ là một quả cầu khí, vậy điều gì khiến hành tinh này trở nên hấp dẫn để nghiên cứu, và chúng ta đã học được gì từ những quan sát hạn chế mà chúng ta đã thực hiện về nó? Hành tinh mà chúng ta gọi là sao Thiên Vương chia sẻ một số đặc điểm độc đáo với các hành tinh khác trong hệ mặt trời và cũng có một họ mặt trăng thậm chí còn độc đáo hơn. Ở đây chúng ta sẽ khám phá các đặc điểm vật lý, lịch sử thần thoại và quan sát khám phá tàu vũ trụ. Các mặt trăng của sao Thiên Vương và xác định điều gì về sao Thiên Vương khiến nó trở nên hấp dẫn để khám phá. Đặc điểm của sao Thiên Vương hành tinh Uranus là hành tinh lớn thứ 3 trong hệ mặt trời bên cạnh sao Mộc và sao Thổ và lớn đến mức bạn có thể chứa khoảng 63 trái đất bên trong thể tích của nó. Sao Thiên Vương quay quanh sao Thổ với khoảng cách trung bình là 1,8 tỷ dặm 2,9 tỷ km, tức là gấp đôi khoảng cách của hành tinh có vành đai nói trên. Khoảng cách rộng lớn này khiến sao Thiên Vương rất khó nhìn thấy từ trái đất vì nó chỉ xuất hiện như một chấm nhỏ so với cả sao Mộc và sao Thổ. Giống như sao Mộc và sao Thổ, hành tinh sao Thiên Vương không có bất kỳ đặc điểm bề mặt nào có thể nhìn thấy được do các đám mây sâu của nó và cũng bao gồm chủ yếu là hydro và heli. Giống như sao Thổ, hành tinh Uranus có hệ thống vành đai nhưng có ít mặt trăng được biết đến hơn, hiện đang đứng ở vị trí 27. Trong khi sao Thiên Vương có nhiều đặc điểm với những người anh em họ khí khổng lồ của nó. Nó cũng có chung một đặc điểm thú vị với hành tinh sao Kim khi mỗi hành tinh quay từ đông sang tây. Nhưng một đặc điểm mà sao Thiên Vương hoàn toàn có là nó thực sự quay theo một phía của nó. Trong khi hầu hết mọi hành tinh đã biết khác trong hệ mặt trời đều quay thẳng đứng theo quỹ đạo của chúng. Sự quay sang một bên này được hầu hết các nhà nghiên cứu tin rằng là kết quả của một vụ va chạm lớn, vì hệ mặt trời là một nơi bạo lực hơn nhiều trong lịch sử của nó. Các nhà thiên văn cổ đại như đã nói, khoảng cách rộng lớn của sao Thiên Vương so với trái đất khiến chúng ta rất khó nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khi cái tên Uranus có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp, bản thân hành tinh này thực sự chưa được biết đến trong thời cổ đại. Sao Thiên Vương cuối cùng không được phát hiện cho đến tháng 3 năm 1781 bởi Sir William Herschel và là hành tinh đầu tiên được phát hiện bởi kính thiên văn. Trong khi Herschel ghi nhận công lao cho khám phá chính thức của sao Thiên Vương, lần đầu tiên nhìn thấy gã khổng lồ khí thực sự là vào năm 1690 bởi John Flamsteed. Người đã quan sát sao Thiên Vương 6 lần và xếp nó vào danh mục 34 Tauri, và sau đó được Charles Monnier quan sát 14 lần giữa năm 1750 và 1769. Nhiệm vụ tàu vũ trụ đến sao Thiên Vương. Cho đến nay, tàu vũ trụ duy nhất đã đến thăm sao Thiên Vương là tàu du hành 2 của NASA. Đã thực hiện chuyến bay ngang qua người khổng lồ khí vào tháng 1 năm 1986. Trong cuộc chạm trán lịch sử này, tàu du hành 2 đã phát hiện ra 10 mặt trăng mới, được đặt tên như Park, Voxia, Juliet, Cressida, Rosalie, Belinda, Desdemona, Cordelia, Ophelia và Bianca, vốn là những tham chiếu rõ ràng về Shakespeare và thu thập dữ liệu về tốc độ gió trong khí quyển của sao Thiên Vương và từ trường của nó. Sau đó được phát hiện là nghiêng 55 độ so với trục và lệch tâm. Trong khi cuộc chạm trán với sao Thiên Vương chỉ kéo dài 5 tiếng rưỡi. Nó chắc chắn đã thay đổi quan điểm của chúng ta về cách các thế giới được hình thành và vị trí của chúng ta trong vũ trụ. Mặt trăng sao Thiên Vương cùng với những khám phá về mặt trăng mới, Voyager 2 đã chụp được những bức ảnh tuyệt vời về 5 mặt trăng lớn nhất của sao Thiên Vương theo thứ tự kích thước tương ứng. Titania, Oberon, Umbriel, Ariel và Miranda. Trong khi có nhiều dữ liệu về Titania, bao gồm kích thước, khối lượng, quỹ đạo và thành phần của nó. Tàu vũ trụ Voyager 2 chỉ có thể chụp ảnh 24% bề mặt với độ chính xác cần thiết để lập bản đồ địa chất. Hình ảnh của tàu du hành 2 của Oberon cho thấy các miệng núi lửa có các tia sáng tương tự như mặt trăng của sao Mộc Callisto, cùng với một đỉnh núi duy nhất cao 4 dặm 6 km so với bề mặt.
Ở bán cầu nam của Oberon, các đứt gãy lớn có thể nhìn thấy xuyên qua bề mặt. Đây có thể là bằng chứng về hoạt động địa chất sớm trong lịch sử của mặt trăng. Mặt trăng của sao Thiên Vương, Umbriel, là mặt trăng tối nhất trong số các mặt trăng của sao Thiên Vương, vì bề mặt của nó không phản chiếu, có thể chỉ ra một bề mặt rất cũ. Carbon dioxide đã được phát hiện trên bề mặt của Umbriel bằng quang phổ hồng ngoại, nhưng với tốc độ bay rất nhanh của Voyager 2, tàu vũ trụ chỉ có thể chụp ảnh một bề mặt bị đóng vải nặng. Mặt trăng của sao Thiên Vương, Ariel, hiển thị các đặc điểm bề mặt rất sáng trái với Umbriel cực tối. Giống như các vệ tinh Uran khác, bề mặt có nhiều vết rỗ với vô số miệng núi lửa, đồng thời hiển thị các thung lũng rạn nứt trải dài trên toàn bộ bề mặt. Tàu vũ trụ Tiên Phong đã đến cách Miranda trong vòng 17.560 dặm, 28.260 km. Đánh dấu lần chạm trán gần nhất của bất kỳ vật thể nào trong hành trình kéo dài hàng thập kỷ của nó. Những bức ảnh này cho thấy một thế giới khiến các nhà khoa học phải vò đầu bứt tai. Khi các đặc điểm bề mặt của Miranda trông giống như mặt trăng bị thổi bay thành từng mảnh và sau đó ghép lại với nhau một cách ngẫu hứng. Mặc dù các mặt trăng hiện tại không có cùng mưu đồ thiên văn học như các mặt trăng của sao Mộc và sao Thổ, nhưng chúng vẫn cho chúng ta thấy vũ trụ chứa đầy những cảnh đẹp kỳ lạ và tuyệt vời như thế nào. Các nhiệm vụ trong tương lai tới hệ thống Thiên Vương tinh, một số sứ mệnh trên tàu quỹ đạo quay trở lại sao Thiên Vương đã được đề xuất từ NASA, cơ quan vũ trụ châu Âu và thậm chí cả Vương quốc Anh, nhưng chưa có sứ mệnh nào được chấp thuận. Trung Quốc thậm chí còn có kế hoạch gửi một tàu vũ trụ đến sao Thiên Vương vào năm 2046. Mặc dù không có các đặc điểm bề mặt do các đám mây hydro và heli dày của nó, hành tinh Uranus và họ mặt trăng của nó thể hiện một số đặc điểm rất độc đáo. Tất cả đều cho chúng ta thêm manh mối về lịch sử của hệ mặt trời. Chúng ta sẽ quay trở lại đó bao giờ? Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng trong thời gian chờ đợi, sao Thiên Vương sẽ tiếp tục khiến chúng ta kinh ngạc về sự tuyệt vời và bí ẩn của nó. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.